video này thì tiếp nối một cái chuỗi video mà mình tổng hợp các cái cổ phiếu theo cái nhóm ngành. Từ đó đưa ra những cái bài thống kê, những cái data để mà giúp chúng ta có thể kiểm tra về mặt nền tảng của cổ phiếu, xem thử rằng trong một cái danh mục một cái nhóm ngành như vậy, cổ phiếu nào là cổ phiếu thực sự tiềm năng, cổ phiếu nào ấy là tiềm năng nhưng mà đang bị bỏ quên và cổ phiếu nào ấy sắp tới chúng ta có thể tập trung vào những cổ phiếu đó ở trong một cái nhóm ngành nó như vậy thì trước giờ đây là một cái cách tiếp cận mà nó khác với trước giờ mà mình chia sẻ với các bạn trước giờ mình hay chạy cái bộ lọc về mặt cung cầu về mặt hành động giá về mặt xu hướng sau đó mình lựa chọn ra các cổ phiếu mà thỏa mãn những cái yếu tố đó rồi mình mới đi kiểm tra vấn đề về mặt nền tảng đúng không ạ còn đây là một cách tiếp cận nó ngược lại đó là chúng ta sẽ tổng hợp theo ngành và chúng ta sẽ lựa chọn một cái nhóm các cổ phiếu mà thực sự có nền tảng và sau đó chúng ta đưa vào một cái cái follow đó thì chúng ta sẽ bắt đầu kiểm tra về mặt hành động giá, về mặt cung cầu, về mặt thời điểm mua. Rồi sau đó chúng ta mới xác định định cái thời điểm mua. Thì cái cách đó là cái cách mà đi ngược lại với cái hướng đi của cái việc đó là chúng ta đi từ hành động giá đi ra. Với mình thì cái cách nào nó cũng ok hết các bạn. Thì nó là một cái cái vấn đề mà về cái thử nghiệm và cái cách tiếp cận thôi các bạn. Miếng sao là nó hiệu quả, Miếng sao là nó gọi là nó phục vụ cho cái việc đó là các bạn lựa chọn ra được những cổ phiếu tốt nhất ở trong một cái nhóm ngành và các bạn xác định được rằng cái nhóm ngành nào đang là nhóm ngành leader vào cái giai đoạn hiện tại thì đây là một cái chuỗi video mình hy vọng có thể cung cấp cho các bạn những cái góc nhìn về mặt thống kê, về mặt lựa chọn, về mặt tối ưu, về mặt hệ thống làm sao chúng ta có thể có được những sự lựa chọn nó chính xác hơn. À, video trước thì mình cũng đã gửi đến các bạn về nhóm ngành dệt may rồi và chúng ta cũng đã lựa chọn ra được một vài cái cổ phiếu mà chúng ta đánh giá được rằng à hiện tại nó có nền tảng và hiện tại hành động giá của nó đang rất là tốt. Đó, ví dụ như MSH hay là TMB chẳng hạn, đó thì các bạn có thể xem lại cái video đó ở trên kênh của mình thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái nhóm ngành chứng khoán một cái nhóm ngành mà rất là nhiều bạn quan tâm và tuy rằng là đâu đó khoảng tầm một tháng vừa qua cái hành động giá của ngành chứng khoán nó không có tốt tuy nhiên đây là một cái ngành mà nó có cái tính chu kỳ các bạn và khi mà nó có cái tính chu kỳ như vậy các bạn thì chúng ta sẽ để mà khi mà cái hành động giá nó thực sự nó nhảy vào ấy thì cái sự tăng vọt của nó rất là lớn và nhiều bạn hay gọi nó là một cái nhóm ngành đầu cơ có nghĩa là khi mà nó tăng nó tăng rất là mạnh nó tăng rất là ít quá và nó hay có sóng có trend và nó khá là phù hợp với cái hệ thống giao dịch mà mình đang xây dựng mà mình gửi đến các bạn trên kênh của mình đó là hệ thống giao dịch trend following đó, um, gọi là giao dịch theo xu hướng chúng ta phải có đà tăng trưởng có xu hướng thì chúng ta phải follow chúng ta giao dịch đúng không ạ thì cái thống kê của mình nó đơn giản thôi các bạn nó dựa trên những cái tiêu chí mà quan trọng nhất về để đánh giá một cổ phiếu tăng trưởng là như thế nào đó, những tiêu chí này chắc chắn nó không phải là cái kiến thức của mình và mình tổng hợp được từ uh, các cái tiêu chí của các nhà đầu tư hàng đầu trong đó có William O'Neill hay là Mark Minervini họ cũng đánh giá rất cao cái những cái tiêu chí này và chúng ta sẽ dựa trên những tiêu chí này để đánh giá những cổ phiếu là này nó thật sự có nền tảng hay không và so sánh các cổ phiếu trong cùng một ngàn thì nó sẽ rất dễ nó dễ hơn rất là nhiều so với việc mà chúng ta so sánh với hai ngàn khác nhau đúng ạ rồi ở đây các bạn thấy mình cũng đã tổng hợp được đâu đó khoảng 19 cái cổ phiếu nó như thế này đó, thì có một vài cổ phiếu các bạn sẽ không thấy ở trong đây nếu mà cái vấn đề về market cap hoặc là market cap nó quá nhỏ dưới 1 nghìn tỷ chẳng hạn thì nó không có ở trong đây hoặc là một vài cổ phiếu cái số lượng cổ phiếu đang lưu hành là quá ít thanh khoản nó quá nhỏ hoặc là cái vấn đề về mặt cung cầu về mặt biểu đồ nó không thỏa mãn để mà mình phân tích thì mình cũng loại bỏ nó ra và mình không có đưa nó vào đây các bạn nhé còn các tiêu chí mình giới thiệu sơ thì coi cho các bạn như thế này mình sẽ đánh giá về mặt ước tính ước tính của năm nay so với ước tính của năm trước rồi ước tính của năm nay so với cái thực tế của năm trước. Anh đánh giá anh chữ phóng nó tích cực hay tiêu cực. Có nghĩa là đây là cái mà ban quản trị sẽ đưa ra đâu đó khoảng đầu năm khoảng cuối tháng 3 chẳng hạn, vào quý 1 đúng không ạ? Thì sẽ có cái ước tính này và chúng ta sẽ đánh giá được rằng là cái ước tính đó là ước tính tích cực hay tiêu cực. Và cái trọng số nó đặt cao hơn khi mà các bạn tại cái thời điểm mà ra cái ước tính, còn thời điểm hiện tại thì trọng số của cái vấn đề về mặt ước tính nó chỉ mang cái cái yếu tố đó là đối chiếu. Đó là à ước tính của anh là như vậy thì thực tế anh đạt được là như thế nào? so với cái ước tính đó thì đó là cái giá trị của cái ước tính nếu ấy mà ước tính của anh thật sự tốt tuy nhiên thực tế anh đạt được là không bằng cái ước tính đó thì đó là cái bức tranh mà nó không có tốt đúng không ạ và ngược lại nếu mà ước tính của anh không tốt nhưng mà thực tế anh đạt được rất vượt trội so với cái ước tính đó thì nó vẫn là tốt nhưng trường hợp tốt nhất là ước tính của anh tốt gọi là những kinh doanh buôn bán trong một năm thì anh vượt xa cái ước tính đó anh vượt cái ước tính đó có nghĩa là cái này là tích cực của tích cực thì đấy là cái bức tranh tốt nhất mà chúng ta cần phải phải nhìn nhận được nhìn thấy được ở các cổ phiếu mà nó có các cái tín hiệu của các cổ phiếu dẫn dắt, cổ phiếu dẫn đầu đúng không ạ thì ở đây mình có các cái cột giống như là mình doanh uh, thu trên kế hoạch của các cái quý gần nhất này bốn quý gần nhất này rồi uh, lợi nhuận trên kế hoạch của bốn quý gần nhất này rồi mình cũng có cái bài toán dự phóng về cuối năm hiện tại chúng ta chưa biết được là cuối năm nó có đạt hay không như thế nào nhưng mà dựa trên những kết quả của quá khứ và dựa trên kết quả của các quý gần nhất chúng ta hoàn toàn có thể dự phóng về cuối năm đó và ở đây nó có thêm một vài cái tiêu chí quan trọng nữa đó là giống như là EPS của quý so với cùng kỳ đó đánh giá dựa trên từng quý và ở đây mình cũng nói thống kê ở bốn quý nó như thế này và EPS của bốn quý so với bốn quý cùng kỳ giống như là chúng ta xét đến đó là EPS của năm nhưng mà xét theo từng quý các bạn đúng không ạ nó cộng dồn thôi hiện tại chúng ta đang ở quý ba năm hai thì chúng ta tính từ đầu quý 4 năm 2023 cho đến quý ba hết quý ba năm hai để mà chúng ta đánh giá được EPS của trong cả một năm nó là như thế nào và ở đây nó có cái sự tương quan giữa doanh thu và lợi nhuận đó tôi muốn thấy được rằng cái kết quả cái báo cáo kinh doanh của anh nó phải đến từ những yếu tố cốt lõi của cái vấn đề kinh doanh của doanh nghiệp chứ nó không phải đến từ một cái tụ tập tài chính đó nếu doanh thu nó tăng rất là lẹt đẹp và lợi nhuận sau thuế nó lại rất là cao thì có vấn đề gì đó trong cái cái danh mục này không trong cái, cái yếu tố này không thì chúng ta cần phải xét đến cái điều rõ. thì ở đây cũng có thêm một cái nữa đó là cái tốc độ tăng trưởng doanh thu đúng không ạ đó thì một cái bảng nó đơn giản như vậy thôi để mà chúng ta đánh giá được rằng là cái cổ phiếu nào thật sự tiềm năng và cổ phiếu nào có nền tảng. Thì trước tiên mình sẽ thực hiện cho các bạn những cái điều này như thế này. Mình sẽ đi cùng các bạn từ trên xuống dưới. Và một cái mà chúng ta sẽ khe nhiều hơn ở cái vấn đề đó là hiện tại cái thực tế nó đạt được của quý ba năm 2024 so với cái ước tính là như thế nào. Chúng ta sẽ không xét quá nhiều về ước tính vào thời điểm này. Ước tính nó tích cực hay tiêu cực thì chúng ta sẽ phải so sánh đối chiếu là thực tế nó đạt được so với cái ước tính đó nó còn cái ước tính tích cực hay tiêu cực kế thì nó sẽ đặt trọng số cao hơn chúng nãy mình nói nó ở cái quý một cái lúc mà mới ra cái báo cáo tài chính ấy, thì nó sẽ đặt trọng số cao hơn thì uh, mình sẽ bắt đầu loại loại bỏ đi các cổ phiếu mà nó không có cái, những cái nền tảng tốt nó nó không đạt được so với cái ước tính hoặc ước tính rất là phải, ở giống ví dụ mình uh, đang thấy được rằng apg chẳng hạn một cổ phiếu mà năm trước là nó là một cái cổ phiếu leader Đó, tuy nhiên vào thời điểm hiện tại các bạn thấy về mặt tới quý 3, lũy kế đến quý 3 năm 2024 nó đang có một cái một cái doanh thu lợi nhuận sau thuế âm. Đó thì chắc chắn những cổ phiếu như thế này chúng ta cần phải phải loại nó đi. Chúng ta cần phải phải đưa nó ra ngoài cái danh sách. Chúng ta không quan sát những cổ phiếu như vậy các bạn, chắc chắn nó không có gì mà quá vượt trội đâu. Rồi sau bởi vì sau đó nó còn phải thỏa mãn mối hình xu hướng trước. Nó phải có đà tăng trưởng trước. Vì những cổ phiếu như vậy nó không rất khó để mà có được cái đà tăng trưởng, có được mối hình xu hướng và có có thì nó cũng bị loại bởi vì là nó có thể nó đến từ một cái game một cái sự bơm thổi nào đó đúng không ạ rồi uh, những cái yếu tố khác những, những cái cổ phiếu khác mình sẽ bắt đầu mình chia sẻ với các bạn là như thế này những cái cổ phiếu mà các bạn thấy nếu mà giả sử cái ước tính của nó không đạt so với cái ước tính đầu năm thì mình sẽ tạm gác nó qua một bên đó ví dụ như agr chẳng hạn thì các bạn thấy tới quý ba nó đạt sáu mươi hai thì uh, với cái cách dự phóng của mình ấy, mình dự phóng ở cuối năm nó chỉ đạt đâu đó khoảng 76% thôi thì với cái dự phóng này thật sự nó không đạt để cho một cái cổ phiếu thật sự là một cổ phiếu vượt trội đúng không ạ thì mình sẽ không có có follow một cổ phiếu như thế này còn trường hợp của BSI ấy, thì nó cũng ok hơn ở BSI thì có thể tạm thời chúng ta giữ lại để mà chúng ta có thể quan sát thêm đó tuy nhiên nếu mà các bạn nhìn vào cái BSI thì dựa trên các cái tiêu chí giống như ước tính cái dự phóng cuối năm nó chỉ đạt 93% có nghĩa là không đạt và EVS của hai quý gần nhất nó đều âm thì có lý do để chúng ta loại nó ra khỏi cái tầm quan sát của chúng ta với cổ phiếu BSI đúng không ạ? Thì ở đây mình cũng sẵn sàng mình sẽ loại hai cái cổ phiếu này ra. Đó. Rồi, chúng ta sẽ xét đến một vài cổ phiếu khác. Giống BVS ấy, thì các bạn thấy được rằng nó sẽ tốt hơn. Bởi vì dự phóng cuối năm nó đạt. Đúng không ạ? Nó vượt trội so với cái ước tính. Đó thì dự phóng cuối năm nó ok. Tuy EPS của hai quý gần nhất nó vẫn âm. Đó là hai cái quan trọng nhất mình sẽ xét đến các bạn nha. Cuối năm ăn có đạt được hay không? Đó, có nghĩa là cái việc thực tế như thế nào và dự phóng cuối năm ăn như thế nào và EPS của quý gần nhất như thế nào. Còn những cái tiêu chí khác nó cũng quan trọng nhưng mà nó là những cái kết quả của sự phụ trợ thôi. Chúng ta sẽ xét đến sau, được không ạ? Rồi uh, giống như CTS các bạn thấy này, nó vừa không đạt này, EPS nó vừa âm này. Và thằng DSC như thế này ấy, DSC, DSC thì nó là một cổ phiếu mà nãy mình có kiểm tra cổ phiếu này rồi. Đó, về mặt biểu đồ thì nó vẫn vẫn không có đạt đâu mà nó là một cổ phiếu mà mới niêm ít gần đây 24 tháng 10 năm 2024 này thì chúng ta cũng không có cơ sở để mà chúng ta follow cổ phiếu này đâu các bạn đó, cho nên là TS và DSC thì trong cái bảng này và để mà chúng ta lựa chọn các cổ phiếu mà tiềm năng nhất thì mình cũng sẽ không lựa chọn hai cổ phiếu này Như các bạn và các bạn thấy ở đây chúng ta có FTS này đúng không ạ FTS thì hiện tại dự phóng cuối năm nó cũng đạt này nó tuy rằng là EPS của quý gần nhất thì từ nó âm HCM thì nó tốt hơn rất là nhiều các bạn ừ, dự phóng cuối năm ấy thì nó không phải là một trang quá vừa trội chỉ là 95% tuy nhiên đấy là EPS của nó đã dương liên tục nó mặc dù cái tốc độ nó dương nó sẽ giảm nó có sự giảm dần. Nó tuy nhiên nó cũng là một cổ phiếu mà mình đánh giá là rất là ok. Nó dựa trên bức tranh nền tảng như thế này. Tương tự như MBS các bạn thấy này, nó cũng vượt trội này. Bức tranh dự phóng đến cuối năm hiện tại dự phóng cuối năm này EPS nó dương bốn quý liên tiếp này và ORS cũng vậy các bạn. ORS thì uh, dự phóng cuối năm đạt hiện tại nó đạt 108% so với cái ước tính đầu năm rồi. Đó và dự phóng cuối năm nó có thể đạt được 127% và EPS nó dương bốn quý liên tiếp đó là cổ phiếu mà chúng ta cần follow. HSS H, 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 H thì mình không có đủ quá nhiều dữ liệu về cổ phiếu này và nó có một vài cổ ô trống thì mình sẽ không có follow cổ phiếu này. Còn TVB và TVC các bạn thì hai cổ phiếu này mình sẽ không có follow các bạn nha bởi vì mình đánh giá được rằng là với hai cái doanh nghiệp này nó là hai doanh nghiệp cùng một cái zone, có nghĩa là nó cùng một uh, cùng một cái nhóm với các bạn. Nó thì uh, nhưng mà về vấn đề về mặt nền tảng, vấn đề về mặt đạo ban quản trị mình đánh giá nó không có có quá tốt đó nó là bên chứng khoán trí việt bên quản lý tài sản trí việt đấy các bạn nó thì uh, bạn nào mà cần thì bạn follow còn mình thì mình sẽ không có follow hai cổ phiếu này đó về thiên việt ấy thì mình thấy được rằng là EPS nó âm hải quý các bạn này. nó tương tự như trường hợp của BSI chẳng hạn nó và cái dự phóng cuối năm nó cũng không đạt thì mình cũng cũng sẽ loại cái thiên việt ra khỏi cái danh sách này đó ở đây thì v, VCI thì nó ok các bạn VCI thì ở uh, hiện tại cái ước cái đất, bức tranh nó đạt được thì lợi nhuận sau thuế sau bước tính nó đạt 124% rồi và dự phóng cuối năm nó có thể đạt đâu đó trên 200% đó và EPS thì nó dương liên tục thì chúng ta có cái lý do để mà chúng ta đưa cổ phiếu này vào cái danh mục cái wallet của chúng ta tương tự như trường hợp của BDS BDS nó cũng vậy nó cũng có những bức tranh tài chính dương đó, mặc dù EPS của quý gần nhất nó âm đó và hai cổ phiếu này thì chúng ta sẽ loại ra đó là VIX VIX và VND thì nó không đạt những cái yếu tố về mặt dự phóng cho nên chúng ta rồi sau một hồi lọc dựa trên những cái tiêu chí như vậy thì chúng ta có được một cái bảng với các cổ phiếu nó như thế này. Thì chúng ta sẽ tiếp tục gọi là đánh giá dựa trên một cái bảng nó như thế này các bạn. Thì các bạn thấy một điều rằng như thế này này. Nãy từ đầu video mình đã nói rồi. Đó, hiện tại anh đạt được, anh ok ấy, Thì cái đấy là ok Thứ nhất là chúng ta phải đánh giá được ok tới mức độ nào Cái thứ hai là so với cái đầu năm là như thế nào Đầu năm anh ước tính là như thế nào Và hiện tại mọi thứ này như thế nào Thì ở đây nếu mà chúng ta tập trung vào Một cái yếu tố rất là quan trọng đó là lợi nhuận sau thuế thì các bạn thấy là BVS, FTS và VDS thì nó có cái ước tính nó thấp hơn so với cái thực tế của năm trước. Đúng ạ. Thì hiện tại nó tuy rằng nó đạt, nó đạt nhưng mà nó đạt được so với cái thấp đó. Nó vẫn gọi là cái bức tranh tích cực. Nhưng mà nó sẽ không tích cực bằng những thằng này là các bạn. Ở chúng ta sẽ có những thằng này. Chúng ta có HCM, chúng ta có MBS, chúng ta có ORS, chúng ta có SSI và VCI. Là các cổ phiếu mà vào thời điểm hiện tại là đầu năm ấy ước tính vượt trội so với cái thực tế của năm trước và hiện tại nó đạt được nó vượt có cái ước tính đó trừ cái trường hợp của HCM nó chỉ xem xem thôi đúng ạ à. và các bạn thấy chúng ta xét thêm một yếu tố nữa đó là EPS của quý gần nhất nó rất quan trọng các bạn chúng ta phải quan tâm đến EPS của quý gần nhất nếu mà các bạn là một nhà đầu tư, tư ra tăng trưởng với đầu tư thì dao động thì các bạn phải quan tâm đến điều này đó thì EPS của quý các quý gần nhất thậm chí là các cái công ty này bốn quý gần nhất nó đều dương hết các bạn đúng ạ à, bốn quý gần nhất nó đều dương hết đó chúng ta chỉ có phải uh, lo lắng về kiểm tra lại cái trường hợp của ORS đó tại sao ấy là cái tỷ số về mặt doanh uh, thu trên lợi nhuận của nó là rất là thấp nó doanh thu nó chỉ đạt 71% trăm mà lợi nhuận nó có thể đạt 127% phần trăm đó và nếu mà chúng ta xét về quý ba ấy thì doanh thu nó chỉ đạt đâu đó 62% trong khi là lợi nhuận sau thế nó đạt 108% phần trăm tại sao lại có cái điều đó chúng ta cần phải xem xét thêm đó, và đó cái bức tranh doanh thu nó âm liên tục các bạn này thì để mà chuẩn nhất ấy, thì mình sẽ thấy có trường hợp của HCM này. Chúng ta sẽ có trường hợp của MBS này. Chúng ta sẽ có thêm trường hợp của SSI này và trường hợp của VCI. Đó là trường hợp là chuẩn nhất. Không có nghĩa là chúng ta loại ra các trường hợp khác. Nhưng mà trường hợp hiện tại mọi thứ nó chuẩn nhất. Thì nó có bốn cái trường hợp như vậy. Đúng không ạ? Và mình sẽ xét cho các bạn thêm một chút nữa về mặt gọi là cái hiệu suất từ đầu năm tới giờ của các cổ phiếu mà nãy giờ chúng ta ta xem xét. Thì ở đây, ở đây trên video nó cũng có cho phép cho các bạn có những thống kê nó như thế này đó là những thống kê mà khi mà các bạn lọc ra các cổ phiếu của nhóm ngành chứng khoán rồi sau đó các bạn có ở đây là Còn giống như là cái tăng trưởng theo ngày theo tháng theo 3 tháng theo 6 tháng và theo một năm ở đây mình sẽ xếp hẹn hạng theo năm từ cao xuống thấp và ở đây chúng ta xem xét được rằng là với cái bức tranh nền tảng nó như vậy thì cái hiệu suất từ đầu năm của các cổ phiếu như thế nào và có cổ phiếu nào nó thật sự có nền tảng nhưng mà hiệu suất của nó đang thấp thì lúc đấy chúng ta có thể rằng là à nó có thể nó đang bị lãng quên hoặc nó đang bị một cái yếu tố gì đó mà hiện tại nó đang nó vẫn chưa có thể bứt phá được. Đó, tuy nhiên với bức tranh nền tảng như vậy thì rất đáng để chúng ta quan tâm chúng ta chờ đợi đúng không ạ? thì ở đây giống như TVB thì mình không nói đến. Nó, nãy mình có giải thích cho các bạn rồi. VVS là hiệu suất gọi là cao thứ hai, cao nhất. ở trong cái nhóm mà, mà mình đã lọc ra cho các bạn. nó tuy nhiên là hiện tại EPS của nó âm hai quý liên tiếp thì có lý do để chúng ta lo lắng với cổ phiếu như thế này. hành động giá của nó vẫn đang rất là tốt các bạn. các bạn thường xuyên theo dõi của mình ấy thì cổ phiếu VVS thì nó vẫn liên tục nằm trong cái danh sách follow của mình thôi. đúng không ạ? hành động giá của nó vẫn đang rất là tốt trường hợp của MPS nó cũng tăng 62,16% từ đầu năm rồi. À, hiện tại đâu đó nó cũng thỏa mãn mẫu hình xu hướng các bạn. À, và các bạn hoàn toàn có thể follow một cổ phiếu nó như thế này. Nền tảng nó quá tốt đúng không ạ? Nền tảng nó quá tốt và hành động giá hiện tại nó vẫn thỏa mãn như yếu tố về mặt giống uh, mẫu hình xu hướng. Có chăng ấy là chúng ta sẽ sâu sát hơn về cái vấn đề đó là định thời điểm thời điểm nào chúng ta mua với một cổ phiếu như thế này. Đúng không ạ? FTS thì quý gần nhất nó âm um, cho nên là có cái lý do để chúng ta có thể cẩn trọng hơn. Tuy nhiên hành động giá của cổ phiếu này nó, nó tốt. CTS thì chúng ta lại không có follow, không có quan tâm quá nhiều. Và VDS thì uh, cái trường hợp này nó cũng dư 46 46 phần từ đường năm rồi. Nó uh, vào thời điểm hiện tại nó cũng mất cái đường M200 thì chúng ta cần thêm cái thời gian với những cổ phiếu như thế này và không thì gì phải vội các bạn. Uh, HCM thì uh, tương tự, nó vẫn nằm trong cái danh mục Wallet của mình. Tuy nhiên nếu mà chúng ta xem xét thế thì hiện tại nó cũng đang ở cái giai đoạn mà tích lũy thêm thôi. Vấn đề nó là định thời điểm. nền tảng nó có rồi đấy. So với các cổ phiếu trong ngành nó cũng rất là tốt rồi, đúng không? Rồi, uh, trường hợp của VCI, VCI là nền tảng chúng ta đánh giá rất là cao, tuy nhiên là hiện tại từ đầu năm nó mới chỉ tăng 13.18% thôi, và hiện tại nó xây một cái nền ở chân sóng rất là rộng, mẫu hình xu hướng nó không đạt, thì lúc này chúng ta chỉ có follow thôi. Đó, nền tảng dù có đẹp cơ mấy thì chúng ta vẫn phải chờ đợi sự xác nhận của mặt về mặt uh, hành động giá, xác nhận về xu hướng, xác nhận về thời điểm mua. Đúng ạ, à, trường hợp của VCI thì các bạn có thể quan tâm thêm. Rồi, một trường hợp khác đó là ORS và tương tự như VCI, ORS chúng ta cũng đánh giá về mặt nền tảng nó ok, nó nó có vấn đề về mặt gọi là cái phần doanh thu, chúng ta phải kiểm tra lại cái chỗ đó. đó. và hiện tại thì đâu đó nó cũng có một cái bức bức sóng ra như thế này, thì có thể nó sẽ phải đi thêm một nền nữa, thì đâu đó chúng ta mới follow thì lúc đó mới chuẩn xác nhất. SSI thì nó luôn luôn là một cổ phiếu đầu ngành mà nó rất là nặng các bạn, hành động giá của nó gọi là nền tảng của nó rất là ok, nhưng mà nó rất là nặng cho nên cái tiềm năng mà tăng trưởng ấy, thì nó không có quá vượt trội so với những cổ phiếu mà nó nhẹ hơn đâu tuy nhiên đấy là nó luôn luôn là được ứng dụng những cái gọi là những cái quan trọng nhất giống như là giả sử những cái test quan trọng nhất và những cái ứng dụng quan trọng nhất thì nó SSI nó hay có lợi thế ở chỗ đó đó và hiện tại nền tảng nó tốt hành động giá nó xây nền và giá của nó cũng không phải là tăng quá nhiều từ đầu năm thì đó là một cổ phiếu cũng rất là tiềm năng để mà chúng ta vô đâu đó rồi đó là những gì mà mình muốn chia sẻ về cái nhóm hành chứng khoán trong ngày hôm nay thì hy vọng rằng với một cái video với sự tổng hợp như thế này Thời gian nó có hạn cho nên mình cũng không thể đi chi tiết với các bạn được trong cái video như thế này với rất là nhiều cổ phiếu mà chúng ta sẽ qua. Nó chỉ là bức tranh tổng quan hơn và mình sẽ cùng các bạn đi chi tiết hơn với từng cổ phiếu ở trong những cái video khác. Và cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.